苏谦、小医仙和紫妍拖住前来抢夺蒲，佛怒火莲的威力让莫天行放弃争夺。谈为了即将到来的中州远行，萧炎炼化了天妖丹之心，一场大战在所难免。Thời gian qua đi, sau trận chiến vừa rồi, Tiêu Viêm đã trở về phòng của mình nghỉ ngơi và an tĩnh tu luyện hồi phục cơ thể. Cứ như vậy, không lâu sau, khi Tiêu Viêm mở mắt ra, mọi sự mệt mỏi trong cơ thể đã được xua đi toàn bộ. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm định kết thúc thì bất chợt một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Nhất thời, một luồng đấu khí dần bạo phát rồi tỏa ra khắp căn phòng. Sau đụng trong phòng, kéo dài hơn 2 giờ rồi mới nhạt dần, tiêu tán vào không trung. Rốt cuộc, khi tia năng lượng cuối cùng rót vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, bên trong phòng đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Mở mắt ra, Tiêu Viêm cảm nhận mình đã đề thăng lên ngũ tinh đấu hoàng thì không khỏi sung sướng. Chậm rãi chấn định tâm thần, nhãn thần của Tiêu Viêm chợt lóe sáng. Anh ấy chợt xuất ra hóa sinh hỏa màu nâu xám phiêu đãng trên không. Nhìn nó, Tiêu Viêm chần chừ, anh ấy đang suy nghĩ xem nên luyện hóa nó hay để sử dụng trong tương lai. Nghĩ tới đây, nam nhân kia chần chừ. Cuối cùng, anh ấy liền thu lại nó vào trong cơ thể. Điều này cũng bởi chuyến đi Trung Châu lần này lành ít dữ nhiều, hủy diệt hỏa liên chính là con át chủ bài giúp chính mình chiến thắng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trầm ngâm, chuyến đi lần này nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Bởi vậy, tiếp theo đây, Tiêu Viêm muốn bế quan tu luyện một thời gian giúp thực lực của bản thân nhanh chóng gia tăng. Tuy nhiên lần này, Tiêu Viêm cần một nơi có năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần giúp ích cho việc tu luyện của mình. Nghĩ đến điều đó, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra quyển công pháp lục hợp du thân kích mà lúc trước mình đấu giá được. Linh hồn Tiêu Viêm vừa tiếp xúc với quyển trục, một luồng quang mang màu đỏ lập tức bùng phát, một thế giới màu đỏ liền hiện ra trong linh hồn Tiêu Viêm. Rất nhanh, từng hành động cử chỉ của bộ thân pháp này cũng nhanh chóng hiện ra trước mặt nam nhân kia. Nhìn nó, Tiêu Viêm nhanh chóng nhập tâm. Theo sự hướng dẫn cùng chỉ điểm của bộ thân pháp kia, Tiêu Viêm nhanh chóng lĩnh ngộ ra những điều huyền bí của bộ thân pháp này. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm say sưa thì bất chợt bên trong đại não của anh ấy xuất hiện một thanh âm vang lên nói: "Lục hợp du thân xích, công thủ hợp nhất, tiến là công, lui là thủ, là đấu kỹ đỉnh phong do bổn tôn sáng chế ra. Thức pháp chia làm 3 cảnh giới: liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa. Lúc tu luyện phải tìm một chỗ nham tương nóng chảy, tạo nên sóng nham tương rồi xuyên qua trong đó mà tu luyện. Nếu có thể đi lại tự nhiên trong sóng nham tương mà không dựa vào đấu khí, liền được xem là đã có thành tựu. Nếu đủ chăm chỉ, luyện không ngừng nghỉ mới có thể đạt tới đại thành. Công thủ hợp nhất, những người đồng cấp với ngươi, không người nào có thể tiếp cận gần ngươi trong chiến đấu." Nhìn thấy những dòng chữ này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng liền sáng lên. Rất nhanh, anh ấy vội vàng ngưng thần đem tất cả ghi nhớ lại. Cuối cùng, xong hết mọi thứ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở hai mắt. Nhìn quyển trục trước mắt, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Trước khi rời đi, tốt nhất đem lục hợp du thân xích này tu luyện thành công. Tuy nhiên, cái gọi là nham tương nóng chảy biết tìm ở đâu đây?" Cao mày, Tiêu Viêm chậm rãi gõ gõ ngón tay, rồi chợt nhớ đến điều gì đó. Ngón tay chậm rãi ngừng lại, thanh âm thốt lên nói: "Dưới thiên phần luyện khí tháp, không phải có một thế giới nham tương sao? Vậy mà thiếu chút nữa đã quên mất nơi đó." Dứt lời, ánh mắt của Tiêu Viêm sáng rực, anh ấy liền ngồi dậy, sau đó đi ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm rất nhanh đã cùng Tô Thiên Trưởng Lão xuất hiện ở tại thiên phần luyện khí tháp. Sau đó, hai người nhanh chóng đi tới gian mật thất cuối cùng. Đến đây, Tô Thiên Trưởng Lão dừng lại, sau đó trên tay xuất hiện một vật, đây chính là tụ hỏa hồ giúp duy trì tâm hỏa ở tại bên trong tháp. Nói vài lời giải thích về công dụng của nó, ông liền đưa nó cho Tiêu Viêm. Thấy thế, nam nhân kia cũng lập tức thu nó vào trong nạp giới của mình. Sau đó, nhìn Tô Thiên Trưởng Lão, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: "Đại trưởng lão xin yên tâm, ta sẽ toàn lực vì thiên phần luyện khí tháp mà chế tạo một tâm viêm không bao giờ khô kiệt." Nghe thế, Tô Thiên Trưởng Lão mỉm cười nói: "Được, hết sức là tốt rồi." Dứt lời, ông liền mở cánh cửa khổng lồ kia ra để lộ ra một luồng năng lượng nóng cháy ra bên ngoài. Nhìn luồng năng lượng kia, Tô Thiên Trưởng Lão cau mày hỏi lại, thanh âm vang lên nói: "Ngươi thật sự muốn ở tại nơi này tu luyện sao?" "Đúng vậy, đó chính là loại ta cần nhất. Có dị hỏa hộ thể, hỏa diễm bình thường đối với ta không có tác dụng, xin đại trưởng lão cứ yên tâm." Nghe lời này, Tô Thiên Trưởng Lão chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Sau đó, bàn tay khẽ động, ông liền mở ra phong ấn. Thấy phong được Tô Thiên Trưởng Lão mở ra, không chần chừ, Tiêu Viêm cũng liền cắn chặt răng, thân hình vừa động trực tiếp nhảy vào. Ngay tại khoảnh khắc Tiêu Viêm nhảy vào động sâu, một đạo âm thanh kinh dị từ trong nham tương đột nhiên truyền tới. Rất nhanh, Tiêu Viêm cứ thế đi sâu xuống dưới cùng, nơi lớp nham tương nóng bỏng kia tồn tại. Sau đó, anh ấy cẩn thận dò xét nơi này một lượt. Trong lúc thân thể huyền phù giữa không trung, Tiêu Viêm cảm nhận được nơi đây vô cùng thích hợp cho mình tu luyện. Bởi vậy rất nhanh, Tiêu Viêm liền nhắm mắt ngưng thần và tiến nhập trạng thái tu luyện, hấp thu một ít năng lượng nóng cháy kia. Xong xuôi, Tiêu Viêm liền mở hai mắt. Sau đó, anh ấy lấy ra ít dược liệu rồi luyện chế nó thành một ít dược dịch và cho vào trong miệng. Làm xong, Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện một lần nữa.
Không lâu sau, anh ấy chậm rãi mở hai mắt của mình. Nghĩ một hồi, anh ấy cũng liền bắt đầu việc tu luyện bộ công pháp có tên Lục Hợp Du Thân Kích. Ngồi giữa không trung, Tiêu Viêm liền nhắm chặt hai mắt. Sau đó, khẩu quyết ngưng hình một đạo thân ảnh đỏ rực liền xuất hiện trước mắt. Thân ảnh này chính là Tiêu Viêm. Chỉ trong tích tắc, huyền trọng sách của Tiêu Viêm liền đỏ lên. Ngay sau đó, Tiêu Viêm cũng liền cầm trọng sách vào huy vũ. Lúc này, thân ảnh anh ấy biến ảo vô cùng, trọng sách trong tay cũng không ngừng biến hóa, tạo nên những đạo tàn ảnh giữa không trung. Cùng ngày, cây thước kia càng uyển chuyển hơn, nó cùng Tiêu Viêm như hòa vào làm một, một sự ăn ý giữa người và trọng sách như hợp thành một thể. Tuy nhiên, việc tu luyện này cũng không dễ dàng một chút nào, cho dù đã nhuần nhuyễn, thế nhưng vẫn chưa thể nói là đại thành. Cuối cùng, thu lại đạo thân ảnh kia, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt của mình ra. Bất chợt, anh ấy cảm nhận được những thanh âm kỳ lạ ngày càng rõ. Hiện tại, Tiêu Viêm mơ hồ đoán được sâu dưới lớp nham tương kia đang có một vật thần bí phát ra triệu hoán với Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể hắn. Thế nhưng, chuyện này quá nguy hiểm, Tiêu Viêm cũng không dám vọng động. Tuy nhiên, đúng khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì một vụ nổ bạo phát. Nhất thời, dưới lớp nham tương kia, một cơn sóng mang theo sự nóng bỏng ập tới. Thấy vậy, Tiêu Viêm liền nhanh chóng bỏ chạy. Hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm nhanh chóng tiến về phía xa kia, cầm trọng sách trong tay, anh ấy cũng liền tiến hành phản kháng. Lúc này, Tiêu Viêm không ngừng vung trọng sách theo những quỹ tích huyền diệu, tạo thành từng tầng thức ảnh trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, kinh kẽ như lưới trời, bao phủ quanh thân, nhanh đón những cơn sóng lửa ập đến. Cuối cùng, Tiêu Viêm cũng ngừng tay lại, anh ấy vui mừng, chỉ vỏn vẹn chưa đến một tháng, anh ấy đã có thể thi triển Lục Hợp Du Thân Kích, đánh nứt sóng lửa, chứng tỏ thức pháp đã đạt tới chút thành tựu. Tuy nhiên, không lâu sau trước ngực Tiêu Viêm xuất hiện một dấu hiệu kỳ lạ, khiến anh ấy trở nên đau đớn vô cùng. Tới đây, Tiêu Viêm nhíu mày, suy nghĩ một hồi, anh ấy cũng liền dùng dị hỏa phá lớp nham tương kia ra và lặn sâu xuống phía dưới. Xuyên qua đó, chớp mắt Tiêu Viêm lại xuất hiện thêm một tầng nham tương nữa. Nhìn thấy điều này, tinh thần Tiêu Viêm nhất thời rung lên, trong lòng càng thêm cẩn thận, ánh mắt cũng thận trọng đảo qua bốn phía, đánh giá tình hình xung quanh. Bất chợt, từ trong biển nham tương kia xuất hiện một luồng ánh sáng phóng tới. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền né tránh. Thế nhưng, không hiểu từ đâu, một con hỏa thú lại xuất hiện và lao tới công kích Tiêu Viêm cực kỳ quyết liệt. Giữa không trung, thân hình Tiêu Viêm cũng phải cấp tốc tránh né công kích của nó đang lao tới người mình. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại lần nữa hóa giải công kích của mình, sinh vật thần bí kia cũng phẫn nộ, trong miệng kêu chít chít không ngừng. Rồi sau đó, cái miệng rộng không ngừng đóng mở, từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy lớn nhỏ nhanh chóng phun ra, liên tiếp không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm giống như quỷ mị, mờ ảo dần rồi hóa thành hư vô, nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng cháy. Cuối cùng, Tiêu Viêm không tránh né nữa mà trực tiếp nghịch kháng, một quyền hung hăng cùng con sinh vật kia va chạm. Cứ thế, hai bên giằng co một hồi. Liệu rằng con hỏa thú kia là gì, bí ẩn nào đằng sau nó? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết trong tập 84 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!